Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tin mừng theo Thánh Luca. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Suy niệm 1. Sứ điệp: Chúa Giêsu dùng quyền năng Thiên Chúa xua trừ ma quỷ và thực hiện triều đại Thiên Chúa. Ai thuộc về Thiên Chúa phải xa lánh tội lỗi và ma quỷ. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng uy quyền Thiên Chúa cứu chữa bao kẻ bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Con xác tín rằng Chúa đến khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Thiên Chúa cứu độ loài người. Chúa đến thiết lập một triều đại mới và vĩnh tồn. Triều đại Thiên Chúa, từng việc Chúa làm, từng lời Chúa nói đều tỏ lộ quyền năng và tình thương cứu độ Chúa dành cho con. Lạy Chúa, con xin dâng lời cảm tạ và chúc tụng Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, khi Chúa khai mở thời đại cứu độ, cũng là lúc Chúa chấm dứt thời kỳ của ma quỷ. Nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn chịu khuất phục quyền uy Chúa. Chúng vẫn còn muốn khuấy động và gieo rắc vào lòng mọi người sự thù hằn, chống đối và phản nghịch Chúa. Có người đã coi Chúa như một thầy ma thuật, lấy quyền tướng quỷ để trừ quỷ. Có kẻ đã đòi hỏi những dấu lạ như thách thức quyền năng Chúa. Ma quỷ vẫn còn đó. Chúng ghen tức với hạnh phúc và ơn cứu độ dành cho chúng con. Chúng vẫn luôn tiếp tục gây chia rẽ, thù hằn, chống đối giữa chúng con với Thiên Chúa, giữa chúng con với nhau ngay trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin biểu lộ quyền năng giúp con thắng vượt mọi mưu trước ma quỷ. Xin cho con ơn thức tỉnh ngay với bản thân để đừng khi nào con cố tình phạm tội hay đồng lõa với cơn cám dỗ. Xin cứu con khỏi mọi sự dữ. Amen. Ghi nhớ: nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Suy niệm 2. Các câu từ 14 đến 16. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ trừ một quỷ câm, dân chúng phản ứng 3 cách khác nhau. Đa số ngạc nhiên, nghĩa là thán phục. Một nhóm xuyên tạc rằng Ngài đã dựa thế quỷ vương Beelzebul để trừ quỷ nhỏ. Nhóm thứ 3 nửa tin nửa ngờ, nên muốn có một dấu lạ từ trời để chứng nhận Chúa Giêsu chính là người mà trời sai xuống. Các câu từ 17 đến câu 23.
để trả lời cho những kẻ không tin nhóm thứ hai. Chúa Giêsu lý luận rằng ma quỷ không ngu dại gì mà làm hại thuộc hạ của nó. Bởi thế việc Chúa Giêsu trừ quỷ không phải là dựa vào thế của quỷ vương. Nếu việc đó không do quỷ vương thì do đâu? Thưa, do một quyền lực mạnh hơn ma quỷ, tức là Thiên Chúa. Như thế phép lạ này là dấu chỉ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Các câu từ 24 đến 26. Đây là lời khuyến cáo các môn đệ của Chúa Giêsu. Đành rằng ma quỷ đã bị Chúa Giêsu đánh bại, nhưng các môn đệ chớ có lơ là cảnh giác. Ma quỷ tìm cách quay trở lại và có thể làm hại họ nặng hơn trước nữa.